Cha hay khen con là đứa trẻ bơi giỏi nhất thôn cơ mà, con không sợ. Cha, Hải Thị, cha. Bệ hạ thiên thu vạn tuế. Bệ hạ, bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Không phải trẫm dặn ngươi hôm nay đừng đến sao? Tiền triều có một câu nói thần thấy rất có đạo lý: kẻ làm bề tôi không thể rời xa vua. Thú vị đấy, hôm nay ai nấy đều chống đối trẫm, cũng không biết là thật sự không hiểu phép tắc hay là vì người nào đó. Bệ hạ, đã đến giờ rồi, bắt đầu đi. Bệ hạ có chỉ, rường cột nước nhà bắt đầu từ dũng cảm đứng đầu ba quân, lấy bảo vệ nước nhà làm gốc rễ. Lãnh thổ Đại Trưng rộng lớn, có cả đất liền và sông biển. Xét thấy năng lực chiến đấu trên nước của các tướng lĩnh cũng quan trọng như chiến đấu trên đất liền, phải kiểm tra đồng điều. Sĩ tử tham gia thi điện sẽ hỗn chiến trên mặt trống. Ba người cuối cùng ở lại trên mặt trống có thể thi đấu trên cột tiếp thiên. Người đứng đầu sẽ là hạng nhất nhất giáp, người thứ hai là hạng hai nhất giáp, người sau nữa là hạng ba nhất giáp. Bắt đầu. Thục Dung Phi, trẫm mời ngươi đến quan sát thi điện. Ngươi lại đeo khăn che mặt, lòng không tập trung, ánh mắt chưa từng nhìn thẳng vào sân. Tại sao vậy hả? Trên sân toàn là ngoại thần, thần thiếp thân là cung phi, theo phép tắc của chú liễn thì phải che mặt. Chưa từng nhìn thẳng vào sân là vì trong sân toàn là võ sĩ, nếu có người nói năng hành động không đúng mực, thần thiếp không dám xem. Trẫm nhớ phong tục chú liễn rất cởi mở, sao đến chỗ ngươi dường như phép tắc còn khắc khe hơn Đại Trưng nữa vậy? Bệ hạ nói đúng, ngươi thế này là đón ý hùa theo. Đề Lan gỡ khăn lụa không phải đón ý hùa theo, mà là vì có tình với bệ hạ. Thật sự là một tấm lòng son sắt. Nói láo không chớp mắt, còn nói chân thành như vậy, ngươi là người duy nhất trẫm từng thấy đấy.
Phương đại nhân, có vẻ hắn sắp rơi xuống rồi kìa. Đã lên sân thì mọi chuyện phải dựa vào chính mình. Đại ca, đại ca, huynh cố trụ vững, ta đến cứu huynh ngay đây. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, cố lên. Phương huynh, tuy là hỗn chiến nhưng cũng cần binh pháp. Ta với huynh liên thủ đánh bọn họ rơi xuống trước, rồi hẳn quyết thắng bại trên cột tiếp thiên, thế nào? Hắn còn biết liên thủ nữa, cũng không phải là một kẻ ăn hại. Có điều bây giờ là bạn, chớp mắt đã thành kẻ thù rồi. Sao lại rơi xuống sông rồi? Thanh Hải Công, đó không phải là Thanh Hải Công sao? Thanh Hải Công, ông nhìn rõ chưa? Năm xưa chỉ từng nhìn từ xa một lần, phòng thế ấy, người từng thấy đều sẽ không quên. Báo, khởi bẩm bệ hạ, chỗ Phương Hải Thị rơi xuống nước có một vết máu màu đen, thần hoài nghi là trúng độc. Trúng độc là trúng độc. Truyền ý chỉ của trẫm, phong tỏa cả Hồ Xuân Bình và hội quán khoa cử, điều tra tất cả những người tham gia bài thi điện hôm nay. Nếu có hiềm nghi, lập tức bắt nhốt riêng. Dân, bệ hạ, ngươi là chủ khảo, không thể chối bỏ trách nhiệm. Trần Trung Lan, ngươi phụ trách tra rõ chuyện này, nếu không tra rõ thì mang đầu đến gặp. Tuân chỉ. Chá Lựu tỷ, tỷ về rồi à? Hoa thạch lựu đẹp quá. Chá Lựu tỷ hay ở cái cây trong sân à? Ta nhặt dưới gốc cây. Nhặt ư? Nhặt mà có thể chỉnh tề ngay ngắn, còn có thể buộc thành một bó ư? Khi ta nhặt được thì đã thế này rồi. Chắc là thần gió đại nhân tặng đấy. Chuyện này cũng thần kỳ quá đi mất. Sao thần gió đại nhân không tặng ta nhỉ? Điển Nghi, Điển Nghi, Lựu Nhi đã thêu xong thắt lưng lúc trước, bảo con chuẩn bị cho Phương tiểu công tử chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Điển Nghi kiểm tra xem có được không? Hoa ngọc lan, trước đây hay thêu thú dữ. Tuy kiểu hoa dáng hoa của hoa ngọc lan trước mắt vẫn tinh xảo đẹp mắt, nhưng cũng quá thanh tú rồi. Điển Nghi, Lựu Nhi thấy tướng mạo của Phương tiểu công tử trong trẻo nho nhã, thân hình mảnh khảnh hơn nam tử bình thường, nhưng vẫn không mất vẻ cường tráng. Nếu phối với thú dữ thì không hợp lắm, phối với hoa ngọc lan sẽ xuất trần hơn, sẽ có phong thái lánh đời mà độc lập. Vì vậy đã tự ý quyết định thêu hoa ngọc lan. Nếu Điển Nghi thấy không thỏa đáng, Lựu Nhi thêu lại là được. Trong trẻo nho nhã, lánh đời mà độc lập, đương nhiên là một phong thái riêng. Thôi, trước
Trước giờ tâm tư của Lựu Nhi luôn thông suốt. Cứ dùng cái này đi. Điển Y định ra ngoài à? Ta đến Tế Phong Quán một chuyến. Phương Tiểu Công Tử đã giành ngôi đầu bảng hai lần liên tiếp. Hôm nay có khi lại lấy luôn ngôi đầu, cũng không biết chừng. Ta đưa thắt lưng này đến đấy, tặng thêm một món quà mọn. Dân, Điển Y. Chá Lựu tỷ. Chá Lựu tỷ, gì cơ? Ngoài việc tặng Chá Lựu tỷ bó hoa này, thần gió đại nhân có tặng Chá Lựu tỷ gì nữa? Nói ra để chúng ta biết giới. Không có gì hết. Chá Lựu tỷ, bảo y quan mang hết thuốc giải độc trị thương tốt nhất đến đây, để ngoài cửa phòng hải thị. Những người khác về phòng cả đi, đừng đi lại trong sân. Đóng cửa cho ta. Mẹ, hải thị, đau quá. Cố chịu một chút. Mẹ, y quan sắp đến rồi, cố chịu một chút. Mẹ, hải thị, mẹ. Mẹ, cố chịu một chút. Có thể sẽ rất đau. Sư phụ. Cúc Điển Y đến gặp chỉ huy sứ ư? Tiểu nhân không cần đâu, hôm khác ta đến sau. Mục Đức Khánh, có nô tỳ. Sao ngươi vẫn đi theo vậy? Không được sự cho phép của người, không dám rời xa. Hôm nay nhiều việc, không muốn lắm lời với ngươi. Cút về cung Vũ An nuôi thỏ của ngươi đi. Lập tức gọi Tái Vệ, Đình Úy và những người ở Giang Cát Bộ đến gặp trẫm. Tuân chỉ. Các vị sĩ tử có thể dùng bữa trước, sau đó cần dùng bút mực viết lại những gì nhìn thấy và nghe thấy khi tham gia kỳ thi điện lần này. Dù chuyện lớn hay nhỏ đều viết hết ra. Sau khi các vị đại nhân xem xét, người được tra rõ không có vấn đề, sẽ có thể rời khỏi đây để về hội quán khoa cử. Đại nhân, ta muốn hỏi đại ca của bọn ta. Không, vết thương của Phương Hải Thị sao rồi? Đúng vậy, phải, huynh ấy là đại ca của bọn ta. Im miệng, còn dám trao đổi riêng nữa, sẽ tống các ngươi vào ngục. Cũng không biết thế nào rồi. Ăn cơm trước đi. Các vị đại nhân, bệ hạ có chỉ, vì vụ án vẫn chưa được tra rõ, mong các vị đại nhân chịu ấm ức một chút, dùng bữa ở đây. Trần Trung Lan, khi nào thì bọn ta mới có thể về nhà? Thưa đại nhân, thuộc hạ cũng đang đợi ý chỉ của bệ hạ. Báo. Đại nhân, chúng thuộc hạ phát hiện một chiếc dòng da dưới đáy hồ. Vật này kỳ lạ, e là có liên quan tới việc sĩ tử rơi xuống nước. Một chiếc dòng da thì làm chứng kiểu gì? Chi bằng bảo người của các ngươi tiếp tục tìm kiếm, cũng phải tìm được thứ gì ra hồn chứ. Đây là một mảnh da buộc tay, thứ làm người ta bị thương, e là giữ lại làm vật chứng. Rõ. Đại nhân, tại hạ muốn đi vệ sinh. Đại nhân, ta cũng muốn đi. Ta đã nhịn cả ngày rồi. Đúng, ta cũng muốn đi. Các ngươi đi từng người một. Ngươi đi theo ta.
Ngươi xong chưa vậy? Chỉ huy sứ, chỉ huy sứ, vết thương của tiểu công tử không sao, phần lớn độc tố đã được ép ra rồi, cần một chút thời gian để dưỡng thương. Vụ án có manh mối không? Thuộc hạ đã cử người điều tra tất cả sĩ tử khóa này và hội quán thi cử, nhưng không có phát hiện gì. Ngoài ra, Hạ Xung chết rồi, hắn để lại một bức thư, trên như thư thuật lại hạ độc tiểu công tử. Là vì hắn xem tiểu công tử là kẻ địch số 1 trong kỳ thi này, nên mới nổi ý đồ bất chính, không liên quan gì tới người khác. Xác nhận cái ấy là tự sát chưa? Đã khám nghiệm thi thể, đúng là tự sát. Hơn nữa, nét chữ trên di thư hoàn toàn khớp với nét chữ của hắn trong kỳ thi hội. Nhưng mà thuộc hạ cho rằng chuyện này vẫn có uẩn khúc. Tìm thấy hung khí chưa? Chưa. Chuyện này rất kỳ lạ. Rõ ràng là đang cắt đứt manh mối. Bỏ tốt giữ tướng. Chỉ huy sứ, bệ hạ gọi người vào cung diện kiến. Trong chừng hải thị, đừng để xảy ra hỗn loạn. Dân. Tướng quân vất vả rồi. Bữa tối đã được chuẩn bị thỏa đáng. Bỏ đi. Đi thôi. Đức Cần Di An, thần có tội. Hôm nay thần cư xử không phải phép, tiết lộ thân phận trước mặt mọi người. Người thấy sao về chuyện thi điện lần này? Kịch độc trong người hải thị đã được giải, tính mạng không còn đáng ngại, không muốn truy cứu à? Chuyện này thần tự có tính toán, bệ hạ không tiện can dự quá nhiều. Nhiều năm vậy rồi, người thầy trẫm làm nhiều việc như thế, đeo mặt nạ, luôn đứng sau lưng trẫm. Người đứng cũng đủ lâu rồi. Trẫm, bệ hạ, cũng nhìn đủ rồi. Trẫm đã cho ngươi dọn dẹp cung Chiêu Minh, chọn một ngày lành để tế phong quán của ngươi. Còn có những người làm việc cho ngươi, dọn qua đó hết đi. Ngươi đứng trong bóng tối quá lâu rồi, còn không phơi nắng, dánh mặt trời nữa thì ngươi sẽ mọc nấm mốc đấy. Bệ hạ, không được. Sao hả? Bảo người sống cùng với trẫm, người không bằng lòng à? Thần không phải người của hoàng thất, người của tế phong quán thì càng khỏi cần phải nói. Từ xưa tới nay, trước giờ chưa từng có ai nói không có. Giờ đây đài Kỳ Lân đã bị hủy trong chiến loạn. Năm đó những quân cơ đi lại làm nhiệm vụ trong đêm, chẳng phải ai cũng ở đó đấy thôi. Lúc phụ thân ngươi còn trẻ cũng sống ở đó. Cung Chiêu Minh không thể so sánh với đài Kỳ Lân, suy cho cùng vẫn gần với hoàng cung quá. Không sao cả, còn một cổng hông nữa mà. Hơn nữa, tế phong quán của ngươi có ai chưa từng làm nhiệm vụ trong cung đâu, ngoại trừ Phương Hải Thị kia. Mà đến hắn cũng quen cửa quen nẻo trong cung đấy thôi. Thần có tội, lại có tội gì nữa? Phương Hải Thị nhiều lần mạo phạm bệ hạ, là thần không biết cách dạy dỗ. Lần này ở thi điện, hắn bị thương làm kinh động đến bệ hạ, thần bằng lòng chịu phạt thay hắn. Phạt thế nào? Chịu 200 gậy. Cảm thấy lạ thật. Phương Hải Thị này đâu phải nhân vật lớn nào, để ngươi 5 lần 7 lượt chịu phạt gì hắn? Trên người ngươi còn chỗ nào lành lặn nữa không? Đây không phải tính cách thường ngày của Phương Giám Minh ngươi. Trẫm càng lúc càng thấy ngươi rất lạ. Bệ hạ, theo trẫm thấy, ngươi vẫn nên cân nhắc sớm ngày cử hành hôn sự với Cúc Điển Y thì hơn. Dù gì lúc phụ thân ngươi còn sống đã định ra hôn sự này thay ngươi rồi.
Thất Thất cũng đã đến tuổi gả đi từ lâu, cô ấy vẫn không xuất giá. Chẳng lẽ còn không phải vì đợi ngươi sao? Thần từng lập lời thề cả đời không thành hôn, một đời tận trung với bệ hạ. Thôi đi thôi đi, lại là chiêu này, trẫm nghe đến chán luôn rồi. Đừng lấy trẫm ra làm cái cớ mãi. Tương lai Phương gia ngươi tuyệt hậu, trẫm không muốn đến chỗ phụ thân ngươi thay ngươi chịu phạt đâu. Cô, sao cô lại ở đây? Làm Lựu Nhi tìm mãi. Lựu Nhi, ngồi đây với cô một lát. Vâng. Trong hoàng cung rộng lớn này, ngoài Lựu Nhi, chỉ sợ không còn tay người nào có thể ấm thế này. Cô không vui sao? Không có gì, cô chỉ là nhớ đến một vài chuyện xưa thôi. Cô là chuyện xưa gì? Có bằng lòng nói cho Lựu Nhi nghe không? Đó là chuyện xưa nằm trong những trang giấy từ trước khi loạn Nghi Dương xảy ra. Một tiểu công gia danh môn quyền quý, nghe lời phụ mẫu, định chuyện chung thân với nữ nhi của gia thần. Đợi chờ mười mấy năm, cuối cùng đã định ra chuyện hôn sự. Nhà đầu Thất Thất này rất thông minh, trước giờ ta vẫn luôn đối xử như con gái. Nay đã định hôn sự này, cứ gia Thất Thất cho giám minh. Sau này ta và mẹ của nó chắc chắn sẽ giám sát nó, tuyệt đối không cho nó lơ là Thất Thất một chút nào. Cha, Cúc thúc thúc, tiểu công gia không thể định hôn sự này được. Hôn nhân phải nghe theo lệnh cha mẹ, lời người mai mối, làm gì có chỗ cho con nói chuyện. Tiểu công gia, chuyện này Thất Thất và tiểu công gia từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trước giờ vẫn rất thân thiết với tiểu công gia. Chẳng lẽ là Thất Thất đã làm sai chuyện gì sao? Không phải, Thất Thất không làm gì sai. Thất Thất là một cô nương rất tốt. Vậy tiểu công gia tại sao lại thế này? Thất Thất rất tốt, nhưng Minh Giám không phải người xứng đáng. Giữa ta và Thất Thất chỉ là tình bạn lâu năm, không hề có tình cảm nam nữ. Từ nhỏ Giám Minh đã thề phải phò xã tắc, tận trung với nước, thật sự không có thời gian cho tình cảm nam nữ. Ngông cuồng, chỉ dựa vào con mà còn muốn gây dựng tên tuổi ở Đài Kỳ Lân hay sao? Tại sao lại không được? Năm đó tằng tổ phụ con đã cưới vợ sinh con như một người bình thường, nhưng đến năm hơn 20 tuổi thì đã mất rồi. Con trẻ còn quấn tả lót đã mất cha, thê tử còn đang tuổi trẻ đã mất phu quân, cuối cùng làm gian dở cả đời cô nương người ta. Công gia, tiểu công gia vẫn còn nhỏ tuổi, chuyện cưới vợ sinh con cũng không cần nóng vội nhất thời. Hay là đợi thêm một thời gian nữa đi. Đợi thêm một thời gian nữa, Giám Minh cũng không cưới đâu. Sau đó thì sao? Sau đó thiếu niên không cưới, cô nương cũng không gả, ngăn cách bởi một bức tường, lại đi qua rất nhiều năm. Cô nương dần dần già đi, trong lòng cứ luôn nghĩ khi nào thì người đó mới có thể ngước mắt lên thật sự nhìn cô nương ấy một lần. Cô, trời lạnh rồi, về phòng thôi.
Điện tử thần, hoàng đế bệ hạ có chỉ, qua điều tra vụ ám khí độc làm người khác bị thương trong thi điện, hung thủ thực sự là Hà Sung, sĩ tử Sơn Dương. Hà Sung đã tự sát vì sợ tội. Qua kiểm tra, trên hộ tịch không còn thân thích nào khác. Từ đó kết án, hủy bỏ thành tích của Hà Sung trong kỳ thi điện. Hạng nhất nhất giáp năm nay để trống, hạng hai nhất giáp Trác Nhất Phàm, hạng ba nhất giáp Phương Hải Thị. Khâm thử bệ hạ thánh minh. Tô Minh, có thần, bất cứ ai tham dự thi điện thì tương lai đều có thể trở thành rường cột trong triều đình. Nhưng mùa thu này lại xuất hiện chuyện sĩ tử làm người khác bị thương rồi tự sát vì sợ tội. Loại người rất tâm ác độc, thủ đoạn bị ổi như vậy, làm sao vào được thi hội vậy? Khanh là chủ khảo nên có một lời giải thích. Thần đã lơ là, mong bệ hạ giáng tội. 3 năm tổ chức khoa cử một lần, chuyện này liên quan đến tiền đồ dinh nhục của biết bao nhiêu người. Một câu lơ là có thể xong chuyện sao? Khoa cử thi điện liên quan đến xã tắc nước nhà. Đại tướng quân trấn quân Tô Minh trong thời gian khoa cử đã lơ là chức trách, nay phạt giáng chức 2 cấp, thành thượng đô quý Bắc phủ quân, phạt bổng lộc 3 năm để làm gương. Thần tội đáng muôn chết, bệ hạ nhân từ, thần cảm kích vô cùng. Đủ rồi, trẫm biết khanh trung thành tận tâm, còn có công phò tá trẫm. Nhưng nếu khanh mượn công trạng trước kia làm tấm bùa hộ thân cho bản thân hiện giờ mà ích kỷ quên nghĩa, thì trẫm chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Thần tuân chỉ, thần sẽ hối lỗi kiểm điểm thật cẩn thận kỹ càng. Tuyên Thanh Hải Công lên điện. Tuyên Thanh Hải Công lên điện. Năm đó Phương Tiểu Công giả chết vì bệnh, tước vị Thanh Hải Công này chẳng phải đã không còn ai kế thừa nữa sao? Phải đấy, sao lại có thêm một Thanh Hải Công xuất hiện vậy? Là Phương Tiểu Công gia, là Thanh Hải Công. Công gia quay lại rồi. Thanh Hải Công, thần Phương Chư tham kiến bệ hạ. Bình thân tạ ơn bệ hạ. Các đời Thanh Hải Công đều có thanh danh trung liệt. Năm đó Phương Khanh vì bảo vệ trẫm mà nhiều lần rơi vào tình cảnh sống chết. Bây giờ Giám Minh đã khỏi bệnh, theo lý cũng nên kế thừa tước vị. Trẫm cho phép dùng tước vị Thanh Hải Công tham gia việc triều chính, thừa kế đất phong Lưu Thương. Ngoài ra phong thêm chức Đại Đô Đốc Sứ Trì Tiết, tướng quân Tả Vệ, quản lý văn võ tướng, thống lĩnh Tế Phong Quán ám vệ doanh. Kể từ bây giờ cho phép Tế Phong Quán chuyển vào cung Chiêu Minh Cung. Cung Chiêu Minh? Đúng vậy, đây chẳng phải là tẩm cung trước kia của Tam Hoàng Tử thúc quân sao? Chúng thần có ý kiến gì không? Thần đệ chúc mừng Hoàng Huynh như hổ thêm cánh, chúc mừng Thanh Hải Công khỏi bệnh trở về, chúc mừng bệ hạ như hổ thêm cánh, chúc mừng Thanh Hải Công khỏi bệnh trở về. Không ngờ Phương Giám Minh lại khôi phục thân phận. Nếu muốn giết hắn nữa, đúng là càng thêm khó khăn.
Nếu ngươi còn dám động vào người của ta thì ta sẽ không tha cho ngươi, nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Công gia, nó tỉnh chưa? Buổi sáng sau khi công gia rời khỏi Tế Phong quán, Tể công tử vẫn chưa tỉnh. Để ta làm cho. Vâng. Họ đều nói con người khi sắp chết sẽ nhìn thấy người mình trân trọng nhất đời này. Vốn dĩ ta không tin, nhưng mà thì ra là sư phụ, là người mà ta yêu. Vì vậy tuy không cam lòng nhưng cũng cảm thấy không còn tiếc nuối nữa. Sư phụ. Sư phụ. Sư. Con thay y phục rồi à? Làm phiền mọi người rồi. Thuốc nguội rồi, mau uống đi. Công gia. Công gia làm sao vậy? Không biết nữa. Tâm tư của công gia sao chúng ta có thể đoán được? Cung Chiêu Minh được dọn dẹp thế nào rồi? Bẩm bệ hạ, chúng nô tỳ đang nhanh chóng dọn dẹp, cũng ổn thỏa rồi. Tin rằng qua vài hôm nữa, Thanh Hải Công và toàn bộ Tế Phong quán đều có thể chuyển vào được. Còn thiếu gì thì cứ bổ sung. Vâng. Chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ và Thanh Hải Công lại có thể sớm chiều làm bạn giống như trước kia rồi. Hỗn xược. Cái gì gọi là Trẫm và Thanh Hải Công lại có thể sớm chiều làm bạn? Đây là chuyện sớm chiều làm bạn à? Nô tỳ sai rồi. Nô tỳ chỉ muốn nói, nô tỳ thật sự rất vui. Thật sự thấy vui.
Bệ hạ, đường này không phải đường đến Kính Thành Đường. Trẫm nói muốn đến Kính Thành Đường sao? Thục Dung Phi, sao rồi? Từ sau khi Tiểu Phương đại nhân được Thanh Hải Công đưa đi thì vẫn luôn ở trong Tế Phong Quán. Hôm nay Thanh Hải Công còn tham dự buổi triều sớm nữa, chắc hẳn Tiểu Phương đại nhân đã không còn gì đáng ngại. Được vậy là tốt. Tiểu Phương đại nhân là người tốt bụng, Long Dĩ Thần sẽ phù hộ ngày ấy. Phải đấy, Tiểu Phương đại nhân anh tuấn như vậy lại còn tốt bụng nữa, sao Long Dĩ Thần lại không phù hộ ngày ấy cho được? Thục Dung Phi quả thật có nhã hứng quá nhỉ. Tham kiến bệ hạ. Lại đang nói về ngoại thần với cung nhân nữa rồi. Xem ra ở chúa liễn, hậu cung can dự triều chính là một thói quen nhỉ. Sao nào? Biết Tiểu Phương đại nhân sắp dọn vào cung Chiêu Minh rồi, nên lại nghĩ ra chiêu trò gì sao? Thần thiếp không dám. Đứng dậy. Vâng. Mắt của ngươi nói có. Tiểu Phương đại nhân từng cứu mạng thần thiếp. Thần thiếp chỉ xuất phát từ tình bạn, chuyện trò quan tâm. Tình bạn, chuyện trò quan tâm. Thục Dung Phi, trẫm khuyên ngươi vẫn nên thành thật thì hơn. Ngươi nói thật, biết đâu trẫm bằng lòng tác thành cho hai người dung dán một mối nhân duyên. Thần thiếp chỉ hết lòng với bệ hạ, trời có thể chứng giám. Vậy sao? Vậy thì ngươi làm sao chứng minh với trẫm? Đêm nay ngươi đến hầu hạ, chờ tới khi ngươi thị tẩm lần đầu tiên, trẫm mong ngươi vẫn có thể nhìn vào mắt trẫm như lúc này. Trẫm mong ngươi vẫn có thể thật lòng thật dạ nói ra những lời vừa rồi. Chờ ta, chờ ta. Chỗ ta vẫn còn bọc đồ. Cái tủ này có lấy nữa không? Cái tủ này, chúng ta đem tủ này đi nhé. Cái tủ này, chúng ta đã dùng 5-6 năm rồi. Đem nó đi làm gì? Trong cung có đầy. Cẩn thận dưới chân, cẩn thận dưới chân. Nhanh lên, nhanh lên. Nào, đi một chuyến trước. Từ từ, từ từ. Người cẩn thận đó. Đi mau, đi mau. Đi nào, đi nào. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Cầm chắc đó. Nhẹ thôi. Ở đây vẫn còn. Vẫn còn nè. Bê đi. Đi. Tiểu công tử, các ngươi đang Tế Phong Quán sẽ chuyển vào trong hoàng cung. Tiểu công tử không biết à? Tiểu công tử bị thương, dĩ nhiên dưỡng thương quan trọng. Những việc lặt vặt này cứ để cho đám tiểu nhân. Chuyển tới hoàng cung. Dân, bệ hạ đã hạ chỉ toàn bộ Tế Phong Quán đều phải chuyển vào trong hoàng cung. Từ nay về sau chúng ta sẽ đóng giữ ở trong cung. Vất vả rồi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ chắc hẳn đã bận cả ngày ở tải vệ rồi. Con đi làm gì đó cho người ăn nhé. Không cần đâu, con tạm dưỡng thương đi. Hôm nay con đã đỡ hơn chưa? Đa tạ sư phụ chăm sóc, vết thương của con đã đỡ nhiều rồi. Gần đây trong kinh bận bịu, con chăm sóc bản thân nhiều vào.
Thục Dung Phi, người đi thật sao? Hoàng đế Đại Trưng chắc chắn không dễ chung sống. Có cần nghĩ cách gì không? Tóm lại phải tránh được kiếp nạn này mới được. Thục Dung Phi, quy tắc của Đại Trưng là trước khi thị tẩm phi tần hậu cung phải tắm rửa Thủy Tâm Uyển trước, sau đó đưa thẳng đến cung Kim Thành. Đợi quan đến mời Thục Dung Phi đi tới Thủy Tâm Uyển, đã sắp tới trước cổng cung Vũ An rồi. Người nói gì đi chứ, còn không nghĩ cách thì không kịp đâu. Vất vả cho nội quan dẫn đường. Bích Tử, chuẩn bị ban thưởng. Thục Dung Phi, gọi Giám Minh đến đây, đánh cờ với trẫm. Bệ hạ, người quên rồi sao? Vừa nãy người đã gia phong Thanh Hải Công làm đại đô đốc, lúc này e rằng đang tuần tra ở Tả Vệ không về được. Bệ hạ, Thục Dung Phi chắc là đang trên đường tới đây rồi. Cô ta đến làm gì? Ai cho cô ta đến? Là người đó bệ hạ. Người quên rồi sao? Là người nói rằng đêm nay để cho Thục Dung Phi hầu hạ, cho nên mới đưa người đến. Thục Dung Phi đến. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Tự qua đây đi. Vâng. Làm gì thế? Trẫm cho ngươi động vào trẫm mà. Vừa rồi bệ hạ nói tự qua đây đi. Họ không dạy ngươi sao? Họ đã dạy hết cho thần thiếp rồi. Đàn tấu, vũ đạo, phục vụ bữa ăn, và còn thơ phú của Đại Trưng, tất cả những thứ có thể lấy lòng bệ hạ, thần thiếp đều chăm chỉ học. Cứ tưởng ngươi lanh lợi cỡ nào, quá ra là một kẻ ngốc chẳng biết gì. Thần thiếp không hiểu, rốt cuộc thần thiếp có chỗ nào làm không tốt, xin bệ hạ chỉ bảo. Trẫm còn chẳng muốn động vào ngươi. Chỉ bảo? Chỉ bảo ngươi cái gì? Chỉ bảo ngươi làm sao lấy lòng trẫm ư? Ngươi mà xứng chắc. Nếu bệ hạ chỉ thích Tử Trăm Tỷ, thần thiếp cũng có thể đóng giả tỷ ấy. Vô liêm sỉ! Mục Đức Khánh! Bệ hạ, Thục Dung Phi kha lạc nhĩ đề thị, ôm lòng oán hận, nhiều lần vi phạm giáo lệnh, tống cô ta vào Nam Cung. Từ nay về sau, trẫm không muốn nhìn thấy khuôn mặt này nữa. Đi mau! Thục Dung Phi, nô tỳ chỉ có thể tiễn người tới đây thôi. Vất vả cho nội quan rồi.
Thục Dung Phi, nô tỳ thấy hơi sợ. Cung điện này lâu rồi không có ai ở, cứ như là cõi ma vậy. Đúng vậy, đáng sợ quá. Không có ai là tốt nhất. Ta thấy ánh trăng sáng tỏ trước điện, bốn bề yên lặng. Chỉ cần tâm tĩnh lặng thì làm gì có cõi ma. Rõ ràng là chốn đào nguyên. Ta và các em ở đây thì không cần sợ sệt lo lắng như ở cung Vũ An, cũng không cần gặp hoàng đế Đại Trưng, thế thì tự tại quá còn gì. Thục Dung Phi, người muốn sau này ở đây mãi sao? Từ nhỏ người đã sống trong thuật sấm dĩ, lớn lên trong chốn thần điện, người sẽ sống sao ở nơi tồi tàn thế này? Tuy ta lớn lên trong cung từ nhỏ, nhưng cũng không phải từ nhỏ đã có cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Chúng ta cứ ở đây yên tâm sống qua ngày, không quên trách nhiệm trên vai mình là được. Chỉ thương cho bé ngoan, không biết người trong cung Vũ An có tận tình chăm sóc nó không. Có phải Thục Dung Phi cố ý dọc giận hoàng đế Đại Trưng để nghe ấy đuổi chúng ta tới Nam Cung này không? Người thông minh như thế, người mau nghĩ cách để nghe ấy cho chúng ta về cung Vũ An. Sắp vào thu rồi, chẳng mấy là tới mùa đông, Trung Châu không như Lôi Châu, lạnh lẽo ẩm ướt vô cùng, sức khỏe của người không chịu được đâu. Bích Hồng, Bích Hồng, nơi an tâm mới là nơi ta quay về. Con người sinh ra vốn tính dẻo dai, không ở trong cảnh khốn khó, vì bản thân cũng không biết mình có thể nhẫn nhịn chịu đựng đến thế nào. Ta nghĩ chúng ta ở gian này đi, chắc chỗ này đó ánh sáng đấy. Thục Dung Phi, bệ hạ, nô tỳ đã phụng chỉ đưa Thục Dung Phi đến Nam Cung rồi. Khóa cửa cung rồi chứ? Vâng, đã khóa cửa cung, còn truyền chỉ cho các thị vệ canh gác Nam Cung. Không có lệnh của bệ hạ thì bất cứ ai cũng không được mở cửa Nam Cung, cũng không cho phép kẻ nào tới gần Nam Cung trong vòng ba trượng. Nhưng bệ hạ, Nam Cung lạnh lẽo quang vắng, cũng lâu rồi không tu sửa. Sức khỏe của Thục Dung Phi, quả báo của ả thôi. Tế Phong Quán, công gia, công gia, Tế Phong Quán thư dọn cũng sắp xong rồi. Chỉ là mấy hôm trước tiểu công tử vẫn đang dưỡng thương, kẻ dưới không tiện làm phiền nên không động tới phòng của tiểu công tử. Thuộc hạ thấy gần đây tiểu công tử cũng bình phục kha khá, vậy thuộc hạ sai kẻ hầu dọn dẹp phòng tiểu công tử nhé. Không cần đâu, công gia muốn ta tự có sắp xếp. Vâng, công gia. Tiểu công tử, thuộc hạ xin cáo lui. Có phải sư phụ muốn để lại con một mình ở đây không? Con lớn rồi, trong cung Chiêu Minh đều là nam giới, chắc chắn sau này sẽ rất bất tiện. Sư phụ, có gì bất tiện? Chẳng phải xưa nay đều là như vậy sao? Bên nhau cả đời không được ư? Con và sư phụ, còn cả trách anh ca ở bên nhau. Trẻ con, có phải sư phụ thấy con vướng bận không? Càng quấy, việc trong Tế Phong Quán sớm muộn cũng có ngày kết thúc, rồi cũng có một ngày con phải trở về với phận nữ nhi. Không nói nữa, đi làm việc của con đi.
Cô, người đã thiêu liền mấy ngày, không ngủ không nghỉ rồi. Cẩn thận chứ không lại mệt đến nỗi đổ bệnh. Hay là đi nghỉ chút đi ạ. Sắp xong rồi. Lựu Nhi, con xem có chỗ nào không ổn không? Phải nhìn hết sức kỹ càng. Dù sao bệ hạ cũng đã quen biết nhiều năm với Thanh Hải Công, đều là chỗ quen biết. Phần quà này không thể sơ suất gì được. Lựu Nhi hiểu. Tay nghề của cô quả là vô cùng khéo léo, sáng tạo hơn người. Đời này, Lựu Nhi được 1/2 phần 10 của cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Giờ cô có khác nào kẻ mù. Chẳng qua chỉ là sống dựa vào cái danh thợ thêu mù, có tốt lành gì đâu. Không xảy ra sai sót đã là mãn nguyện lắm rồi. Cô đã kiểm tra rồi, không có bất cứ điểm sai sót gì. Lựu Nhi, cầm đồ thêu, theo ta đi dâng cho bệ hạ. Cô vất vả nhiều ngày như vậy, có lẽ bệ hạ vẫn đang thượng triều, chi bằng nghỉ một lát đã. Lựu Nhi, dâng cô. Hôm trước ngươi đã phải chuyển vào cung Chiêu Minh rồi, sao tới hôm nay vẫn chưa có động tĩnh vậy? Thần suy nghĩ rất lâu, vẫn thấy không thỏa đáng. Ngoài ra cũng có nhiều điều bất tiện. Sao trẫm lại nhớ nhiều năm về trước, trẫm đã ban họ hoàng tộc cho ngươi rồi. Ngươi thề cả đời không lấy vợ, lại theo họ chữ của trẫm. Ở cung Chiêu Minh Thúc Vương từng ở, có gì không thỏa đáng chứ? Dù là Thúc Vương điện hạ, sau khi trưởng thành cũng phải rời cung mở phủ. Cứ quyết định vậy đi. Trẫm chính là quy củ, lẽ nào để ngươi ở trong cung còn ấm ức cho ngươi ư? Điển y Lâm Cẩm Ti cúc Thất Thất tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Thất Thất lại may y phục mới cho trẫm mà. Thần được biết Thanh Hải Công kế thừa tước vị, có thể đường đường chính chính phò tá bệ hạ trên triều đường, thì vô cùng cảm khái, cảm thấy thật sự là một chuyện đáng để chúc mừng, nên đã đặc biệt làm dội tác phẩm thêu này để dâng cho bệ hạ. Tay nghề của Thất Thất thật là khéo léo. Xem ra hôm nay trẫm đã được thơm lây nhờ giám minh, còn có được một món đồ tốt. Bệ hạ quá khen. Tâm ý của thần đã dâng đến, không quấy rầy thêm nữa. Qua gạo. Ngươi nói xem qua gạo này là cho trẫm ư? Cúc Điển Y nói là cho bệ hạ. Dớ dẫn. Một đóa qua gạo lớn như vậy có thể cho trẫm được sao? Nếu trẫm nhớ không lầm, tục lệ cưới hỏi ở Lưu Thương quê ngươi chẳng phải là cần bỏ áo gối qua gạo do nàng dâu mới tự thêu và hộp đồ cưới của cô ấy sao? Trẫm còn nhớ khi ấy nhị ca ca của ngươi làm hỷ sự, chúng ta chạy đi phá động phòng, trốn dưới gầm giường, nhét hết vỏ hạt dưa đã cắn vào vỏ gối qua gạo kia. Khi ấy là ai đã nói theo quy củ của Lưu Thương, qua gạo này là nàng dâu mới tự sánh với việc cùng chồng trải qua mọi giông bão, cùng trải qua sương mù, bên nhau đến chết ấy nhỉ? Vậy ư? Ta không nhớ nữa. Theo trẫm thấy, đây là Thất Thất đang nhắc trẫm, cũng là đang nhắc nhở ngươi.
Hôn sự đã định rồi, ngươi đừng do dự nữa. Thất Thất cũng rất đáng thương, đã đợi ngươi lâu như vậy rồi. Nếu bệ hạ không còn việc khác thì thần cáo lui trước. Mau cút đi. Mục Đức Khánh, người xem bông hoa này đẹp biết bao. Vâng, rất là đẹp. Đúng là đẹp quá đi mất. Một người chưa từng lùi bước trước chiến trận giữa hai quân lại liên tục trốn chạy trong chuyện này. Hải thị ca, Hải thị ca, sao mới đấy đã về rồi? Đương nhiên rồi, dọc đường ta gặp dịch trạm là đổ ngựa, chạy làm hai con ngựa khỏe gục ngã luôn. Để được lắm, hạng 3 trong kỳ thi điện, ngày mai lên điện diện thánh, chắc chắn bệ hạ sẽ phong đệ làm điện trung lang. Đến lúc ấy dông ngựa trên phố, dựa vào vẻ ngoài đẹp má của đệ, chắc chắn sẽ có không ít đại cô nương tiểu nương tử xa gia lông đệ không có phúc hưởng thụ. Đương nhiên là đệ không có phúc hưởng mỹ nhân rồi. Nhưng mà tuy đệ đã rất giỏi, nhưng vẫn còn kém ta một chút. Đừng nhắc nữa, rốt cuộc vẫn là kỹ thuật không bằng người ta, còn liên lụy sư phụ nữa. Không thể tính là liên lụy, nhưng sư phụ cũng nên ra ngoài ánh sáng từ lâu rồi. Đúng rồi, vết thương trên người đệ sao rồi? Không còn đáng ngại nữa. Thế thì tốt. Tên Tô Minh này, không ngờ thủ đoạn của hắn lại bị ổi như vậy. Tính kế hại sư phụ hết lần này đến lần khác, giờ gài bẫy luôn cả đệ. Nhưng mà sau khi trải qua chuyện này, có lẽ hắn sẽ dừng tay một thời gian. Nếu sau này hắn còn có ý xấu, ta nhất định không tha cho hắn. Người này vừa bị bệ hạ giáng chức, bây giờ trong lòng đang căm phẫn. Chỉ cần hắn không làm hại sư phụ nữa, ta chịu chút ấm ức cũng chẳng sao cả. Hải thị, nào, xem ca mang đồ tốt gì về cho đệ này. Mẹ của đệ đã mang cho đệ rất nhiều món ngon. Đây đều là đồ ăn giặt hồi bé ta thích ăn. Mẹ đệ tốt với đệ thật đấy. Đệ xem, mang cho đệ bao nhiêu đồ ăn ngon. Nhưng mà nói thật, trên đường ta không nhịn được, đã ăn dụng một ít. Bà ấy có khỏe không? Khỏe lắm. Từ khi sư phụ đưa đệ về Thiên Khải, bọn ta vẫn luôn điều tra chuyện nặng ngọc. Sau đấy bệ hạ lại ban một chiếu chỉ, nên mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Mẹ đệ biết đệ đứng thứ 3 kỳ thi điện thì rất vui mừng. Trước khi ta đi, bà ấy còn kéo ta lại dặn dò tỉ mỉ. Các anh à, nói với Hải thị phải tận trung với triều đình, tận hiếu với sư phụ. Đặc biệt nói là phải yêu thương ta. Hải thị, để xem hộ ca ca vòng tay ngọc trai này thế nào. Nhưng mà nói trước nhé, vòng tay này không phải cho đệ đâu. Ca bảo đệ nhờ đệ xem giúp ta, xem chiếc vòng tay này thế nào. Chẳng phải con gái các đệ đều thích những thứ này sao? Huynh thấy hợp là được. Sư phụ đâu? Chắc sư phụ đang bận việc. Ta thấy cả Tế Phong quán đã dọn được kha khá rồi. Sao phòng của đệ không xây dịch chút nào thế? Đệ không dọn vào cung chiêu minh của bọn ta à? Ta không đi đâu. Nhất định sư phụ có sắp xếp riêng của mình. Sau này chúng ta không ở chung một chỗ cũng không sao hết. Sau này khi ta vào cung làm việc, ta sẽ đi thăm huynh. Huynh mà có bánh quà thạch lựu nữa thì nhớ cho ta một phần đấy. Vậy thì không được. Để không đi cùng ta, ta sẽ rất không quen. Sư phụ cũng sẽ không quen. Bây giờ ta sẽ tìm Phương Trắc Anh. Huynh lại sốc nổi nữa rồi. Sư phụ nói thế nào thì chúng ta nghe vậy? Sư phụ nói thế nào thì chúng ta nghe vậy? Để nghe lời như vậy từ bao giờ thế? Sư phụ có ơn với ta. Nếu không có người, cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Hơn nữa ta đã gây ra quá nhiều phiền phức cho sư phụ rồi. Không sao, sau này ta ở Tế Phong quán này một mình, tự do tự tại biết bao.
không được đi tìm sư phụ. Nếu không ta sẽ không để ý tới huynh nữa. Sư phụ. Về rồi à? Vâng. Đồ nhi thúc ngựa chạy nhanh tới Diệt Châu. Sau khi có được liên lạc với người bên Đình Úy, bàn giao thủ tục xong là lập tức chạy về Thiên Khải. Sư phụ, đồ nhi muốn hỏi, có phải ngày mai Tế Phong quán chúng ta sẽ phải dọn vào cung Chiêu Minh không? Phải. Vậy Hải thị thì sao? Hải thị đi cùng chúng ta chứ? Chưa có dự tính này. Sư phụ chưa dự tính? Hay là không dự tính? Sư phụ, người từng nói Hải thị là đứa trẻ tốt, bây giờ nạn ngọc đã được loại bỏ, Hải thị không phải loại người không biết phân biệt rõ ràng. Nếu tất cả những chuyện này qua đi, Hải thị vẫn có lòng chống đối, thì nể mặt sư phụ, để nhất định cũng sẽ không làm những chuyện hồ đồ. Trong cung Chiêu Minh toàn là nam, sau này chắc chắn sẽ có chỗ bất tiện. Có gì không tiện chứ? Không phải từ trước tới nay đều là như vậy sao? Bên nhau cả đời không được ư? Con và sư phụ, và cả các anh ca ở bên nhau. Sư phụ, Hải thị sẽ đau lòng lắm. Người không biết, có những lời để ấy không nói ra. Chá Lựu tỷ, sao tỷ vẫn còn theo vậy? Trời tối mịt rồi mà còn chưa đi nghỉ sao? Em về trước đi. Trời tối luyện thêu bịt mắt là vừa đẹp. Được rồi, vậy ta về trước đây. Ở đây cũng chẳng còn ai, Chá Lựu tỷ cũng sớm về nghỉ đi.
Giám Minh đâu? Sao còn chưa đến? Bệ hạ, ban nãy người đã hỏi một lần rồi, Thanh Hải Công đến tải vệ rồi nên không rời đó được. Trẫm quên mất. Vậy được. Bệ hạ, hay là mời Gánh Hát Ti Trúc đến nghe đi. Mấy hôm trước vừa nghe rồi, kẻ chơi đàn Nguyễn còn cố ý đàn sai dài âm để trẫm sửa cho đúng. Tưởng trẫm không nghe ra sao? Tiểu Bạch ơi, Tiểu Bạch, sao em lại chạy ra đây nữa vậy? Em không thích ở trong Lăng Cẩm Ti thế sao? Lần sau nếu em còn chạy lung tung, phạt em hôm sau chỉ được ăn cỏ khô. Giá lựu của Lăng Cẩm Ti tham kiến bệ hạ. Lăng Cẩm Ti à? Dân, bệ hạ. Sao ngươi lại bế thỏ của cung Vũ An? Bệ hạ, đây là thỏ của nô tỳ. Nó là Tiểu Bạch, không hỏi thì không cần trả lời. Dân, lùi xuống đi. Cảm tạ bệ hạ, nô tỳ xin lui. À phải, có phải Lữ Dung Chi đã từng dâng tấu chuyện tu sửa đê Dương Liễu không? Dân, thưa bệ hạ, nhưng đây là chuyện mười mấy ngày trước rồi. Trẫm nhớ hắn giận lắm. Hắn nói thu năm nay hay xong dở đê là vì trẫm không tu thân dưỡng tính, nếu không biết tự sửa đổi ắt sẽ gặp tai họa. Tên này cũng thú vị đấy. Gọi hắn tới, trẫm muốn xem thử hắn sẽ nói thế nào trước mặt trẫm. Tuân chỉ. 999感冒灵家中常备暖暖的很贴心 999感冒灵邀您继续观看胡珠夫人. Sau loạn Nghi Dương, bệ hạ lên ngôi đổi thành quy chế ba doanh bố trí canh phòng: Hoàng Tuyền Doanh, Thành Thành Doanh, Võ Uy Doanh. Mỗi năm năm đổi vị trí một lần. Nhưng nay biên cương đang căng thẳng, mỗi doanh còn tăng 30.000 binh cho mình, binh lực tả vệ cũng suy yếu. Trước đây còn lo lắng, nhưng giờ đã có Thanh Hải Công, chúng ta không cần lo lắng nữa. Nhớ năm đó, Thanh Hải Công và bệ hạ dẫn Bắc phủ quân đi dẹp loạn, Cửu Châu đều nghe danh, phá quân giáng thế. Khi đó, Thanh Hải Công mới 17 tuổi. Giờ Thanh Hải Công đã đến phòng vệ thành Thiên Khải chúng ta, ắt sẽ vững như núi Thái Sơn. Đúng vậy. Thanh Hải Công. Đúng vậy. Thanh Hải Công đến canh tác canh phòng thành Thiên Khải, không cần phải lo nữa. Nhưng mà mùa thu này đúng thời gian đổi vị trí, nếu giờ mà trương binh còn đang mùa thu, e là sẽ ảnh hưởng tới việc canh tác thu hoạch của dân chúng. Chúng ta bàn chuyện chính đi. Dân dân, cứ tưởng kẻ này thật sự am hiểm sâu xa gì cơ, kết quả chỉ là kiếm cái danh, xả thân can gián cho mình. Mệnh quan đại thần có khác gì Gánh Hát Ti Trúc hay không? Bọn chúng chỉ nhìn thấy cái lợi và hại từ trẫm. Kết quả thì sao? Kẻ nào cũng dắt óc nghĩ cách, nhưng cuối cùng đều sôi hỏng bỏng không. Đây là chỗ nào mà quan vắng thế này? Bẩm bệ hạ, đi lên phía trước là Nam Cung. Nam Cung. Dân, đã đi đến đây rồi, sao ngươi không nói sớm mà lại câm như hến vậy hả, Mục Đức Khánh? Mục Đức Khánh, có nô tỳ. Trẫm để Thục Dung Phi ở Nam Cung để kiểm điểm. Ngươi lại biến nơi này thành nơi nghỉ dưỡng sao? Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Thế này e là tự Thục Dung Phi. Thế này
Ả cũng biết tự mua vui đấy. Tuy cây đàn này cũ, nhưng là một cây đàn tốt. Không ngờ trong mấy chiếc hòm ở trước cửa kia lại có thứ tốt thế này. Không uổng công chúng ta lục lọi lâu đến thế. Cách làm của cây đàn này giờ đã không phổ biến nữa. Dù ở trong cung cũng không mấy người đàn hay. Không biết bệ hạ giá đáo, thần thiếp ăn mặc không nghiêm chỉnh, không đúng lễ tiết. Xin cho phép thần thiếp đi thay trang phục, chỉnh trang đường hoàng. Ngươi cũng không phải lần đầu thất lễ trước mặt trẫm. Giờ mới nghĩ tới hai chữ lễ tiết, có phải muộn quá rồi không? Trẫm sai ngươi tới Nam Cung là để ngươi tự suy xét lại bản thân, chứ không phải để tiêu khiển. Đây là tượng thần ở trên vòng cổ. Đúng vậy bệ hạ, Long Dĩ thần là thiên thần phù hộ cho chú Liễn. Ngoài Lôi Châu ra thì ít có người tin thứ này. Thần thiếp khắc nó là muốn cầu mong điều tốt lành, mong rằng Long Dĩ thần có thể bảo vệ bình an. Bảo vệ bình an. Người đang ở trong nơi thâm cung này đương nhiên sẽ được trẫm bảo vệ bình an. Vậy ngươi khắc thứ này là để bảo vệ cho ai bình an? Là Than Càn Tự ở Hoàng Tuyền Doanh, hay là Phương Hải Thị ở Tế Phong Quán? Không vì bất cứ ai, chỉ vì bản thân ta. Bản thân, mẫu thân của Đề Lan xuất thân thấp kém, thường thường dạy bảo Đề Lan phải biết rõ mình là ai. Thân phận bé nhỏ, không có khả năng bảo vệ cho bất cứ ai, chỉ vì bản thân mà thôi. Trọng Húc, kỹ năng bắn tên của con ngày càng thành thạo rồi. Tạ ơn phụ hoàng. Phụ hoàng, kỹ năng bắn tên của nhị đệ tinh tế. Sang năm bá diệu muốn nhờ nhị đệ khai cung cho bá diệu, để Trọng Húc khai cung cho con. Dân, xin phụ hoàng ân chuẩn. Cũng được, sau này nhị đệ của con cũng sẽ phải phò tá cho con. Được rồi, trẫm vẫn còn tấu sớ cần phê duyệt, các con đi luyện tập tiếp đi. Cung tiễn phụ hoàng, cung tiễn bệ hạ. Khai cung trong lúc đi săn không phải là việc của người hầu sao? Đừng nói nữa, trước khi đi mẫu phi đã đặc biệt dặn dò rồi, bảo chúng ta đừng gây chuyện. Nước ta trị quốc bằng lòng nhân từ, không cần hạng võ phu. Nó làm sao mà hiểu được những điều này? Dù sao cũng chỉ là con của phi tần. Đúng thế, thân phận của mẫu phi thấp kém thì không dạy con ra gì được đâu. Trẫm cũng là con của phi tần. Lúc mẫu thân còn sống, bà ấy cũng luôn dạy trẫm, bảo trẫm phải nhường nhịn đủ điều. Nhưng sau này trẫm mới biết, trên thế gian này không phải chuyện gì cũng cần phải nhường nhịn. Bệ hạ, Tử Trâm khác hoàn toàn so với ngươi. Nàng ấy luôn nghĩ phải bảo vệ được người bên cạnh mình. Tử Trâm đã từng vì các chiến sĩ chuẩn bị ra trận mà điêu khắc hình nhân để cầu bình an cho họ.
Vậy thì ngươi hãy noi theo nàng ấy. Điêu khắc cho 30.000 tân binh mới chiêu mộ của Ba Doanh mỗi người một tượng Long Dĩ Thần đi. Bệ hạ tha mạng, Thục Dung Phi chỉ có một đôi bàn tay, sao mà khắc được 30 bùa hộ thân chứ? Đúng vậy, bệ hạ tha mạng. Thần thiếp tuân chỉ. Thục Dung Phi, Mục Đức Khánh, có nô tỳ, mang nguyên liệu điêu khắc đến đây cho Thục Dung Phi đi. Cô ta thiếu cái gì thì lệnh cho kho phủ mang đến ngay đi. Vâng. Trong trái tim một người, nếu như thực sự có ai thì không thể nào chỉ cầu xin cho mình đâu. Ngươi sẽ cười vì nàng ấy cười, ngươi sẽ khóc vì nàng ấy khóc. Ngươi biết rằng rồi sẽ có một ngày hai người sẽ chia xa, cho nên liền âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể sống lâu thêm một chút. Nhưng khi nàng ấy thực sự đi rồi thì ngươi sẽ hận. Hận bản thân đã sống quá lâu. Hôm đó ngươi nói chỉ cần trẫm vui thì bảo ngươi bắt chước theo Tử Trâm cũng được. Trẫm nói cho ngươi biết, Tử Trâm đã đi rồi. Trẫm mãi mãi không thể nào vui được. Đưa cho ta quyển thứ 103, số 3, chữ địa. Vâng. Đói rồi sao? Vâng. Đợi ta xem xong chỗ này là có thể dùng bữa được rồi. Vâng. Thanh Hải Công, đã là giờ tuất rồi. Quá ra đã muộn vậy rồi. Các ngươi đi nghỉ đi. Thế sao được? Thanh Hải Công vẫn còn đang nghiên cứu tài liệu, thì lý nào chúng thuộc hạ lại đi trước được? Thôi vậy, thu dọn tài liệu đi, chúng ta cùng đi. Vâng. Tiểu công tử, đây là trang phục cần phải mặc khi đi tham kiến bệ hạ vào ngày mai. Vị công tử này muốn chọn đồ ngọc gì sao? Đồ ngọc của Phượng Như Ý ta là tốt nhất trong thành Thiên Khải, đều là ngọc thạch thượng hạng đến từ Uyển Châu, chế tác vô cùng tinh xảo. Gói miếng ngọc này lại cho ta. Vâng. Tiểu Ngũ, dùng hộp gấm gói cái này lại cho công tử. Công tử còn cần gì thì cứ việc dặn dò, nếu như không thấy ưng cái nào ở quầy hàng thì trong kho của bọn ta còn rất nhiều hàng nữa. Miếng này gói lại luôn cho ta. Công tử tinh mắt thật, miếng bạch ngọc này đi khắp Thiên Khải cũng chỉ có một miếng này thôi. Tiểu Ngũ, gói cả miếng này và hộp gấm cho công tử. Vâng ạ. Công tử cầm đi. Nhìn kìa, nhìn kìa. Gì vậy? Nhìn thấy hàng tốt gì mà lại? Công tử anh tuấn quá, cô không biết đúng không? Đó chính là Phương Hải Thị, Phương tiểu công tử cùng tham gia khoa cử lần này với huynh trưởng ta, đồ đệ của Thanh Hải Công đấy.
Huynh ấy chính là Phương tiểu công tử văn võ song toàn, nổi tiếng cả thành Thiên Khải, là hạng nhất nhất giáp thi nghị luận, được hoàng đế bệ hạ khâm điểm đấy sao? Đúng vậy, đúng vậy. Nếu như không bị người ta gầy bẫy trong lúc thi điện, thì tiểu ca anh tuấn như thế này đã đổ đầu bảng rồi đó. Dung mạo và khí độ thật là phi phàm. Mọi người qua đây, Phương tiểu công tử ở đây này. Hóa ra ngài chính là Phương tiểu công tử nổi tiếng đó sao? Tiểu nhân thấy ngài khí chất phi phàm, tiếp đãi không chu đáo, tiếp đãi không chu đáo. Tiểu nữ nhà ta vẫn chưa xuất giá, không biết bát tự của ngài thế nào. Phương tiểu công tử, Phương tiểu công tử, các người đừng chạm vào ngọc của ta. Phương tiểu công tử đừng đi. Phương tiểu công tử, Phương tiểu công tử, ngài có mua ngọc bội nữa không đó? Phương tiểu công tử. Tiệm may. Ấu Độ đến rồi à? Hắn mặc y phục của chúng ta nhìn cũng đẹp đấy. Chỉ là đáng tiếc quá. Đáng tiếc gì? Nữ tử tự nhiên trong sáng như vậy, đúng là hiếm thấy. Đúng là hiếm thấy. Đây là một tên nam nhân đấy, không hiếm thấy mà được sao? Nam sao? Một tên nam nhân đi vào tiệm của chúng ta, chọn một bộ trang phục nữ, mặc vào rồi đi luôn. Huynh nói xem có đáng sợ không? Huynh đấy, không tin mắt tí nào cả. Ấu Độ, huynh đến có việc gì vậy? Người canh gác trong ngoài đại điện đều đã được đổi rồi, cũng đã sắp xếp người ở khu hậu triệu. Chắc anh, lát nữa đưa Hải thị vào trong điện. Dân. Công gia, tiểu nhân đáng chết. Hôm qua lúc thông báo cho tiểu công tử đã báo nhầm thời gian, bây giờ tiểu công tử vẫn chưa về. Có nói là đi đâu không? Nói là ra phố mua chút đồ sẽ về ngay. Thuộc hạ sẽ lập tức cho người đi tìm. Sư phụ, hay là để con đi? Giờ tị một khắc, đưa Hải thị đến bên ngoài đại điện. Dân. Hải thị. Thế này mà huynh cũng tìm được ta sao? Câu nói đùa của huynh thành sự thật rồi đấy. Lúc nãy ta suýt bị người ta lột sạch luôn. Vừa hay huynh yểm hộ cho ta, ta về quán không kịp nữa rồi. Trước giờ tị một khắc, bọn họ gọi muội tới đại điện diện kiến hoàng thượng. Bọn họ báo sai giờ rồi. Báo sai giờ. Vậy ta điện tử thần. Công gia, vẫn không có tin tức gì. Đã đến giờ tị rồi, bệ hạ sắp triệu kiến rồi. Phải làm thế nào đây? Không sao, ta giải thích với bệ hạ là được. Thần Trác Nhất Phàm tham kiến bệ hạ. Tại sao không thấy hạng ba Phương Hải thị của kỳ thi điện năm nay? Hồi bẩm bệ hạ, Phương Hải thị lúc trước đã trúng độc trị thương, vốn dĩ gần đây đã hồi phục, nhưng sáng nay vết thương tái phát, không thể đến diện kiến bệ hạ. Tuyên chỉ. Dân. Hoàng đế bệ hạ có chỉ, phong Trác Nhất Phàm Phương Hải thị làm điện trung lang Bắc phủ quân, nhận bổng lộc theo sắc phong, cố gắng làm tròn chức trách. Khâm thử chuyện khoa cử dòng thi điện coi như đã xong rồi. Còn về việc bổ nhiệm Trác Nhất Phàm và Phương Hải thị như thế nào thì sẽ do ngươi phụ trách hết. Thần tuân chỉ. Nói đến Phương Hải thị đó, hắn đúng là nhận được chân truyền của ngươi đó. Ngài trọng đại như thế này mà lại dám không đến đại điện. Hắn, đừng nói là vết thương của hắn tái phát, cảm thấy hắn hoạt bát nhanh nhẹn, còn không biết là đang ăn chơi ở đâu nữa. Tổ tông, muội có một khắc thôi mà muội không thèm đi luôn. Muội làm càng quá đó. Gần đây ta thực sự quá xui xẻo. Ta đã sắp xếp mọi việc đúng ngày đúng giờ, một cách vô cùng tỉ mỉ rồi, xong mới ra ngoài. Vốn dĩ ta tưởng người có tế phong quán làm việc sẽ không có sai sót gì, vậy mà bọn họ lại có thể báo nhầm giờ diễn kiến bệ hạ. Giờ thì hay rồi, gây ra quả lớn như thế này, dù thế nào thì cũng là lỗi của ta. Thế muội còn ở đây đợi chờ gì nữa, còn không mau đi về. Giờ này
Chắc chắn là sư phụ chưa ngủ. Huynh muốn đi về nhìn thấy khuôn mặt đó của sư phụ sao? Con người huynh ta hiểu rõ nhất. Ta nói huynh nghe, sư huynh ấy à, tuy bên ngoài thì trông lỗ mãng, nhưng trong lòng thì rất ấm áp. Vừa hay trái ngược với sư phụ, đôi mắt đó của sư phụ giống như là đá hắc diệu vậy, sáng vô cùng. Cho dù huynh nâng niu nó như thế này, ôm nó sát vào người thì đã chưa chắc đã làm nó ấm lên được. Ta ấy à, vẫn luôn muốn thân thiết với sư phụ, nhưng đến cuối cùng thì chỉ có thể nhìn người từ xa, kính trọng người. Lần này thì hay rồi, ta gây ra quả lớn như vậy, e là sư phụ lại xa cách với ta mất. Ta... đúng rồi, ta biết. Có phải là trước đây huynh vì ta mà đi tìm sư phụ, nhưng lại bị Dạ Lây đúng không? Chuyện đến cung Chiêu Minh nhất định không được nhắc tới nữa. Đã nghe rõ chưa? Là ai lại bị Dạ Lây? Sư phụ, con sẽ đi úp mặt vào tường ngay. Ăn mặc như thế này mà còn dám hiên ngang ra ngoài, còn ra thể thống gì? Hôm nay diện kiến bệ hạ, con vắng mặt đã là đại bất kính. Tuy đây không phải là lỗi của một mình con, nhưng con phải chịu phần lớn trách nhiệm. Sư phụ, chuyện này không thể trách Hải thị được. Ta... sư phụ, chuyện này đúng là tại con. Hơn nữa con nên chững chạc hơn một chút, không nên chạy ra phố như thế này. Con sẽ đi úp mặt vào tường ngay đây. Quay về thu dọn đồ đạc. Con thu dọn đồ đạc. Sư phụ bảo con chuyển đi. Một mình con ở Tế Phong quán đúng là không phù hợp. Chuyển đến cung Chiêu Minh đi. Con... Hải thị, con đứng ngay ra đó làm gì? Mau cảm ơn sư phụ đi. Cảm ơn sư phụ. Trận mưa này không thể tạnh ngay được đâu. Huynh, cái này là quà tặng huynh đấy. Bên trong là một miếng ngọc để đeo. Tặng ta sao? Tiểu Hải thị hiện giờ còn có công danh, còn tặng quà cho ca ca nữa. Đúng là khác quá, trở nên hào phóng hơn rồi. Huynh không nhận à? Trả ta đi. Nhận chứ. Đồ Hải thị tặng cho ta, đương nhiên là ta phải nhận rồi. Thế nào? Ta ở đây, liệu hai con có cảm thấy gò bó không? Không đâu ạ. À, sư phụ, sao lại thế được chứ? Có sư phụ ở đây thì bọn con mới yên tâm. Có sư phụ ở đây thì lúc nào cũng phải giữ quy tắc. Đúng là có hơi gò bó, nhưng mà con thấy nên là như vậy. Luôn phải nhớ thật kỹ những lời sư phụ dạy trong lòng. Hải thị, quà tặng cho sư phụ đâu? Không có mua. Ta nghĩ là đổ trên phố này thô kệch quá, chắc chắn là sư phụ không quen dùng. Thô kệch dùng không quen thì không mua sao? Muội nghĩ gì vậy chứ? Thường ngày lúc muội làm sai việc gì, sư phụ lúc nào cũng đứng sau giải quyết rắc rối cho muội. Thế này đi, hôm nay ta mượn qua dân Phật tặng ngọc bội muội tặng ta cho sư phụ. Đợi lần sau đến sinh nhật sư phụ, muội tặng sư phụ cái to hơn, đẹp hơn. Không cần đâu, tạnh mưa rồi, đi thôi. Ta... chuyện đi thế này thì thời gian tới chúng ta sẽ không ở cùng nhau được. Nhưng mà may là không bao lâu nữa, muội, ta, còn cả sư phụ nữa, chúng ta lại được ở cùng với nhau rồi. Sau khi vào hoàng cung, có thể cùng nhau làm rất nhiều việc. Hải thị, đương nhiên rồi. Phương Trác Anh, muội ý chút đi. Bây giờ muội là một cô nương đấy.